Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc VKF-CH500, mẫu tai nghe không dây chụp đầu on-ear mới nhất của Sony và cũng vừa được hãng bán ra trong tháng cuối tháng 4 này. Và đây là chiếc hộp đựng chiếc tai nghe CH500 màu đen. Chúng ta có thể thấy mẫu tai nghe được in hình phía trước với mã hiệu CH500, chiếc tai nghe hỗ trợ NFC, Bluetooth 4.2 và hỗ trợ đàm thoại HD pin 20 giờ và có hỗ trợ kích hoạt trợ lý ảo Siri hoặc Google Now. Chiếc tai nghe có thể xoay ngang ra giúp chúng ta có thể mang đi một cách dễ dàng hơn. Mặt sau của chiếc hộp thì chúng ta có thể thấy có rất nhiều những cái ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Ở đây thì chúng ta có thể thấy chiếc tai nghe sử dụng Bluetooth 4.2 và có tích hợp một cái công nghệ sạc nhanh, chỉ 15 phút chúng ta có thể nghe được 60 phút. Và chiếc tai nghe được sản xuất tại Trung Quốc. Và bây giờ thì mình sẽ mở chiếc hộp này ra để chúng ta cùng khám phá chiếc tai nghe và những cái phụ kiện bên trong của hộp. Đây, chúng ta có thể thấy chiếc hộp bên trong là một cái hộp bìa cứng, bìa cát tông. Chiếc tai nghe được đặt ở bên trong chiếc hộp bìa cát tông này. Đây, chiếc tai nghe của chúng ta đây rồi. Bên trong thì chúng ta cũng có một số những cái phụ kiện khác. Chúng ta sẽ cùng khám phá những cái phụ kiện. Ở đây chúng ta có một cái phiếu bảo hành chính hãng của Sony. Đây, chúng ta có một cái cáp, một đầu USB, một đầu micro dùng để sạc cho chiếc tai nghe và đây là chiếc sách hướng dẫn sử dụng. Đây là chiếc tai nghe. Chiếc CH500 này được thiết kế dạng on-ear. Một chiếc on-ear nhỏ gọn không dây và không có hỗ trợ jack cắm 3.5 để giúp chúng ta nghe nhạc khi hết pin. Nó chỉ có thể nghe nhạc qua công nghệ không dây mà thôi. Chiếc tai nghe có thể bẻ ngang ra như này để có thể giúp chúng ta cất gọn hơn khi di chuyển. Ở đây chúng ta có thể thấy một cái cổng sạc micro USB, một cái đèn báo. Ở đây chúng ta có một nút nguồn, kiêm nút nghe gọi, dừng chạy nhạc. Ở đây chúng ta có nút tăng giảm âm lượng, chuyển bài. Bên này thì chúng ta có một cái biểu tượng kết nối NFC, logo của Sony ở bên. Đây, cái pad da của nó cũng được làm khá là nhỏ nhắn và theo mình thì cảm giác là cũng không được xịn lắm, nó khá là cứng. Bên này thì chúng ta có một số những cái thông tin của tai nghe như là chiếc tai nghe sản xuất tại Trung Quốc và sử dụng thích hợp với những cục sạc 5V 1A. Đây chúng ta có thể thấy chiêm ngưỡng toàn bộ hình ảnh của chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe được làm hoàn toàn bằng nhựa. Một cái chất liệu nhựa thì không phải là sang trọng nhưng nó cũng đủ cứng cáp và dẻo dai để giúp chúng ta sử dụng mà không sợ bị gãy. Khi mình sử dụng chiếc tai nghe này đeo thì cái cảm giác cho mình là nó cũng không thực sự là êm ái và thoải mái cho lắm. Cái gọng của nó khi nó chụp vào tai thì có cái cảm giác là hơi cứng và hơi đau tai một chút. Nhưng dần dần thì chúng ta cũng sẽ quen. Chúng ta cũng không thể trách được với một cái mẫu tai nghe thương hiệu đến từ Nhật Bản, hàng đầu của Nhật Bản mà có giá chỉ dưới 2 triệu đồng thì không thể đòi hỏi một chiếc tai nghe không dây quá nhiều được. Chiếc tai nghe có thể đàm thoại với chất lượng HD và pin 20 giờ là một trong những cái ưu điểm của mẫu tai nghe này. Chiếc tai nghe cũng khá là nhẹ. Về tổng thể chất lượng âm thanh thì đây là một mẫu tai nghe khá là đặc biệt. Khi mình sử dụng với những cái dòng nhạc trẻ sôi động thì cái âm bass của nó rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên do chiếc tai nghe được nhấn vào bass và treble nên cái phần mid nó hơi lùi một chút nên nghe có vẻ mờ nhạt hơn một chút so với cái phần bass và treble. Tuy nhiên, điều rất là đặc biệt với chiếc tai nghe này khi chúng ta sử dụng nó để nghe những cái dòng nhạc trữ tình kiểu bolero, những dòng nhạc xưa thì chiếc tai nghe này lại có một cái sự phù hợp rất là đặc biệt với những cái bài hát của Trường Vũ, Phi Nhung hoặc là Bằng Kiều thì chiếc tai nghe này cho một cái âm thanh rất là rõ ràng, sắc nét và khá là tự nhiên. Cái độ nhạc tính cũng tốt hơn khá là nhiều so với nghe những dòng nhạc khác. Theo mình đây là một mẫu tai nghe Sony làm để dành riêng cho những người thích cái dòng nhạc trữ tình bolero
dòng nhạc nhẹ nhàng, tình cảm nhưng có một cái khuynh hướng hơi như nhạc xưa một chút. Còn với những dòng nhạc pop, những dòng nhạc EDM thì nó cũng chỉ ở mức trung bình khá thôi. Riêng với những dòng nhạc thiên về cái chép hoặc là thiên về độ chi tiết cao thì đây không phải là một chiếc tai nghe phù hợp. Theo mình đây là một mẫu tai nghe phù hợp với những cái bản thu âm mà có cái chất lượng âm thanh không được tốt cho lắm, như là những cái bản thu âm xưa xưa một chút. Còn với những cái bản thu âm có chất lượng cao bây giờ thì chiếc tai nghe này có vẻ như là tiếng của nó hơi bị giòn hoặc là hơi bị thiếu tự nhiên một chút. Hiện tại thì sản phẩm này đang được bán với giá là khoảng gần 2 triệu. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm và sở hữu mẫu tai nghe này, xin mời đến iDo Audio. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.